Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với tiết học mỹ thuật trực tuyến khối lớp 4. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu chủ đề thứ tư, đó là chủ đề hoa lá và họa tiết trang trí. Các em thân mến, các em đã biết hoa lá trong thiên nhiên có nhiều hình dáng đẹp và màu sắc phong phú. Thế nhưng, nhiều nghệ nhân đã vẽ trang trí hoa lá một cách đơn giản vào trong đồ dùng như chén, đĩa, bình hoa, khăn áo cũng rất đẹp các em ạ. Hôm nay cô sẽ dạy các em vẽ trang trí hoa lá đơn giản nhé. Các em ghi cho cô bài học vẽ đơn giản hoa, lá. Để học tốt bài này, các em hãy chuẩn bị cho cô các đồ dùng học tập sau: vở luyện tập mỹ thuật, bút chì, tẩy, gôm và màu vẽ. Màu thì các em có thể dùng màu sáp, màu dạ, màu nước hoặc màu chì. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Trước tiên, cô mời các em đi vào hoạt động 1, quan sát và tìm hiểu. Ở hoạt động này, các em hãy quan sát các hình ảnh sau và nêu tên cho cô một số loại hoa lá trong thiên nhiên mà các em biết. Quan sát các hình ảnh này, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được các loại hoa lá trong thiên nhiên phải không nào? Hình thứ nhất đó là hoa hướng dương, hình thứ hai là hoa dâm bụt, hình thứ ba là hoa hồng, hình thứ tư là hoa sen, hình thứ năm là lá trầu, hình thứ sáu là lá tiết tô, hình thứ bảy là lá bàng và hình cuối cùng là lá bí đỏ các em ạ. Đây chỉ là một trong số các loại hoa lá trong thiên nhiên mà cô muốn giới thiệu với các em. Ngoài ra, chúng ta còn có rất nhiều loại hoa lá trong thiên nhiên nữa đấy các em. Tiếp tục quan sát các hình ảnh trên, các em có nhận xét gì về hình dáng và màu sắc hoa lá trong thiên nhiên? À, quan sát các hình ảnh này, chúng ta thấy hoa lá trong thiên nhiên rất đẹp, phong phú về hình dáng và màu sắc phải không nào? Mỗi một loại hoa lá, chúng ta thấy có cấu trúc khác nhau về hình dáng, đường nét và màu sắc. Vì vậy, hoa lá đã đi vào nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật trang trí đấy các em. Vậy, các em hãy kể tên một số vật dụng được trang trí hoa lá mà các em biết được không nào? À, các em ạ, trong thực tế cuộc sống, có rất nhiều đồ dùng được trang trí hoa lá như chén đĩa, quần áo, khăn bàn, túi sách, bình hoa, gạch nếp nền nhà hoặc gạch ốp tường. Tuy nhiên, hoa lá được trang trí trên các vật dụng này thường được vẽ đơn giản hơn. Vậy, các em hiểu thế nào là vẽ đơn giản hoa lá? Để trả lời câu hỏi thế nào là vẽ đơn giản hoa lá, các em hãy quan sát và nhận xét cho cô về hoa lá thật so với hoa lá được vẽ đơn giản dưới đây. Qua quan sát, chúng ta thấy trong trang trí khi vẽ hoa lá, người ta thường lược bớt những chi tiết rườm rà nhưng vẫn giữ được đặc điểm hình dáng chung. Người ta gọi đó là vẽ đơn giản hoa lá các em ạ. Vậy, cách vẽ đơn giản hoa lá cụ thể như thế nào? Cô mời các em chuyển sang hoạt động 2, cách vẽ đơn giản hoa lá. Các em ạ, để vẽ đơn giản hoa lá, chúng ta cần thực hiện những bước sau. Đầu tiên, các em phải vẽ hình dáng chung của hoa lá. Bước thứ hai, chúng ta sẽ vẽ các nét chính của hoa lá. Bước thứ ba, sau khi vẽ các nét chính của hoa lá, chúng ta sẽ đi vào vẽ chi tiết, lược bỏ những đường nét rườm rà không cần thiết. Sau đó, chúng ta sẽ chỉnh sửa hình và xóa khung hình ban đầu. Và bước cuối cùng, chúng ta sẽ đi vào vẽ màu theo ý thích của mình. Như vậy, chúng ta có 4 bước vẽ hoa lá đơn giản. Các em cố gắng thực hiện tốt các bước này để bài vẽ của chúng ta được hiệu quả nhé. Giới thiệu với các em, đây là một số bài vẽ đơn giản hoa lá của các bạn học sinh năm trước. Hình thứ nhất là hoa cẩm chướng, hình thứ hai là hoa cúc tím, hình thứ ba là lá khoai lang và hình thứ tư là lá bàng. Còn đây là những vật dụng được trang trí hoa lá đơn giản như cái mũ, cái quạt, viên gạch nếp nền nhà và cái bình hoa đấy các em.
Để giúp các em nắm chắc cách vẽ đơn giản hoa lá, cô mời các em chuyển sang hoạt động 3, thực hành. Chúng ta sẽ đi vào tập vẽ đơn giản một bông hoa hoặc một chiếc lá. Các em hãy mở vở luyện tập mỹ thuật trang 25 và thực hiện cho cô bài tập sau. Em hãy vẽ một đồ vật mà em thích, sau đó dùng họa tiết hoa lá để trang trí. Các em có thể lựa chọn một số mẫu hoa lá đơn giản dưới đây để vẽ lên đồ vật mà các em thích. Cô lưu ý với các em cố gắng thực hiện tốt các bước vẽ hoa lá đơn giản mà cô đã hướng dẫn các em để bài vẽ của mình được đạt hiệu quả cao nhé. Sau khi các em thực hành vẽ xong sản phẩm của mình thì các em hãy tự nhận xét, đánh giá bài vẽ của mình về bố cục, màu sắc, cách tô màu và cách thể hiện như thế nào. Các em hãy xem mình có thực hiện theo các bước cô đã hướng dẫn không nhé. Như vậy, cô đã hướng dẫn các em đánh giá, nhận xét bài vẽ của mình ở một số tiêu chí cụ thể. Về nhà, các em hãy tiếp tục hoàn thành bài vẽ một đồ vật mà em thích, sau đó dùng họa tiết hoa lá để trang trí nhé. Vậy là tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.